lời tiên tri chấn động, tháng 8 năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Biết trước ba điều này, chắc chắn được quý nhân tương trợ, làm đâu thắng đó, tiền về đếm không xuể. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương quay trở lại, đồng hành cùng Đại Phú Quý. Quý cô bác và anh chị thân mến, thời gian qua, cuộc sống của quý vị đã có nhiều biến động và vấn đề tài chính là nỗi lo lớn nhất của quý mệnh chủ phải không ạ? Tuy nhiên, bước sang những tháng mới của năm 2023 này thì mọi thứ sẽ thay đổi. Quý cô bác tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sẽ là con giáp được thần tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch tới này. Căn cứ vào luận giải mới nhất đến từ các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông, thì thấy được rằng người tuổi Tân Dậu trong tháng 8 âm lịch tới chính là con giáp được thần tài ưu ái. Nếu nắm bắt được điều này thì đảm bảo giàu sang tột đỉnh, tiền tiêu thả ga khiến thiên hạ phát hờn. Vậy vận trình tử vi chi tiết của quý vị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng này sẽ diễn ra như thế nào và phải làm sao mới có thể mở ra được cơ hội may mắn cho mình như vậy? Đại Phú Quý xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thật kỹ video này để không bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào nhé. Lời tiên tri chấn động, tháng 8 năm 2023 âm lịch, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Biết trước ba điều này, chắc chắn được quý nhân tương trợ, làm đâu thắng đó, tiền về đếm không xuể. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng 8 là khoảng thời gian hùng cát đan sen đối với người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận trình của bạn biến động theo chiều hướng tốt hay xấu, chủ yếu là do cách nhìn nhận và hành xử của bạn khi đối diện với vấn đề. Vì thế, hãy luôn nghiêm khắc với bản thân và đừng nghĩ tới việc đổ tội cho người khác. Dưới tác động tiêu cực của cục diện tự hình, con giáp này thường xuyên cảm thấy buồn bực, bối rối, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Thậm chí, dù có nghĩ tới việc tâm sự, cũng khó có thể nói rõ thành lời. Đây là lúc bạn cần tham gia vào các hoạt động tập thể nhiệt tình hơn, thường xuyên giúp đỡ người khác, thì đến khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác thông cảm và giúp đỡ. Trên phương diện tài lộc, đây là lúc con giáp này cần tìm cách mở rộng mạng lưới làm ăn của mình. Hãy chú ý cách cư xử để không làm mất lòng của người khác. Bởi chỉ khi các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn làm việc mới thuận lợi hơn. Cụ thể về phương diện tài lộc, có lẽ vận trình tài lộc của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cũng khó mà khởi sắc được dưới tác động của cục diện tự hình. Thời điểm này, bạn khó nắm bắt được cơ hội. Thậm chí, dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt, thì bạn cũng dễ dàng bỏ lỡ vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Tháng 8 là thời điểm con giáp này nên tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình với đối tác và khách hàng. Đôi bên không nhất thiết phải hợp tác ngay lập tức mà có thể tiếp xúc với nhau trước. Khi nào tạo được sự nhất trí cao thì hợp tác sau cũng không muộn. Đến lúc đó sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn. Với người làm ăn kinh doanh buôn bán, bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, hành xử nóng nảy, gây ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh, phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Nếu làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài bạn cũng là người chịu thiệt mà thôi. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên con giáp này hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người hơn, chăm chỉ làm việc thiện rồi sẽ nhận được quả ngọt tương ứng. Nếu dư giả, hãy giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có thể trong quá trình làm việc thiện, bạn còn làm quen được với quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, mở ra nhiều cơ hội để hợp tác, làm ăn sau này. Về sự nghiệp, nhiều khó khăn cản bước đường thăng tiến của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 8 năm 2023 này. Tuy nhiên, thực tế thì những khó khăn này đa phần bắt nguồn từ chính bản mệnh. Bạn cần thay đổi bản thân, khắc phục những khuyết điểm và những điều mình làm chưa tốt thì mọi công việc mới được cải thiện. Cục diện tự hình khuyên con giáp này cần nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy. Trong cuộc sống, không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của bạn. Điều bạn cần làm là chấp nhận và tìm ra những điểm mình làm chưa được tốt, từ đó có hướng khắc phục
để ngày càng tiến bộ hơn. Khi mọi người xung quanh không làm việc như bạn mong muốn, bạn cũng cần có lời góp ý nhẹ nhàng dễ nghe, đừng dùng những từ đao to búa lớn hoặc nổi giận lôi đình, khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Bạn cần tìm cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, chứ không phải tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Thực chất, tháng này không chỉ toàn những điều khó khăn, bởi bản mệnh vẫn được các tinh trường sinh chiếu mệnh. Hãy chăm chỉ làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, thì đến khi bạn gặp khó khăn, người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Về sức khỏe, thái tuế hùng tinh chiếu mệnh, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, cần quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là khi xuất hành xa nhà hoặc khi vận hành máy móc, lao động tay chân. Bạn cần làm việc khi đang tỉnh táo, tránh làm việc quá sức mình, kẻo gây những sự cố đáng tiếc. Kể cả trong hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình. Nếu cố gắng quá sức, sẽ dễ gặp phải hậu quả khó lường. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng cần vận động và sinh hoạt khoa học, hợp lý. Như vậy mới có thể khỏe mạnh được. Khi tâm trạng buồn bực mà không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể ra ngoài nghỉ xả hơi, hít thở bầu không khí trong lành. Như vậy, bạn có thể quên đi nhiều phiền não và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về tình duyên, chuyện tình duyên của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, khá ảm đạm trong khoảng thời gian này. Chủ yếu là do tâm trạng của bản mệnh thường xuyên buồn bực, không vui, thậm chí dễ nóng nảy, cáu giận với những người thân thiết nhất với mình. Trong gia đình, trở nên trút giận lên đầu của nửa kia của mình. Khi gặp những điều không như ý ngoài xã hội, bạn có thể tâm sự với nửa kia để bớt đi gánh nặng, khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn, chứ đừng nên giữ ở trong lòng, gây ra căng thẳng và stress. Các cặp vợ chồng có xu hướng tranh cãi liên miên vì những quan điểm đối lập. Tuy nhiên, dù như vậy, thì đôi bên cũng cần cố gắng, bình tĩnh để có thể trò chuyện với nhau. Còn nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh, ai làm việc của người ấy thì chẳng mấy chốc, quan hệ đôi bên sẽ ngày càng xa cách, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 8 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 âm lịch. Nhìn chung, tuần đầu tháng hứa hẹn có nhiều điều kiện tốt hậu thuẫn cho con giáp tuổi Tân Dậu. Nếu có dự định gì đang ấp ủ, bạn có thể bắt đầu tiến hành. Thế nhưng cuối tuần có thương quan dự báo sẽ có chuyện chẳng lành. Nếu không có việc gì liên quan tới tình hình thì bản mệnh nên tránh xa ra nhé. Thái dương cát tinh trong tuần mới là cơ hội để bạn tìm ra con đường hướng đi mới cho bản thân, vì sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ chỉ ra đường lối để bạn có thể tiến hành. Dù bản thân là người cẩn thận, nhưng với những thông tin có được, bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tuần đầu tháng cho thấy con giáp tuổi Tân Dậu tràn đầy năng lượng, bạn tự tin bước vào mọi thách thức, bạn không ngại ngần dấn thân để khẳng định mình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, không vì bất cứ lý do nào mà chùn bước. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, thương quan xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy hiệu quả công việc của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Bản mệnh cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi, trước khi tình hình gay go hơn nữa. Tuy nhiên, dù cố gắng tới đâu, bạn vẫn thấy mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Điều này khiến mệnh chủ trở nên chán nản và không muốn tiếp tục cố gắng làm việc. Bạn chỉ muốn buông xuôi trước những sóng gió của cuộc sống gây ra. Bạch hổ hung tinh cũng là điểm báo bất lợi cho bản mệnh. Do đó, tuần đầu tháng này nên tránh tranh chấp, va chạm hay gây căng thẳng, vì bạn sẽ luôn yếu thế so với người khác, thường nhận phần thua thiệt về mình mà thôi. Về tài lộc thì bản mệnh sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu. Kiếp tài ngáng trở, tiền khó mà vào được túi của con giáp này. Toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bạn phải xì tiền ra thôi. Thời gian này cứ thực hiện kế hoạch tiết kiệm là an toàn nhất bạn nhé. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Tân Dậu, thấy vận trình tuần mới trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, tốt xấu đan xen, họa phúc khó lường. Con giáp này gặp nhiều quý nhân, hầu như việc gì cũng có người đỡ đần, gặp cản trở cũng không phải ra tay tự giải quyết, rất nhàn nhã. Nhưng ở chiều hướng ngược lại,
bản mệnh ỷ lại vào người khác mà thiếu quyết đoán. Khi gặp sự việc bất ngờ, sẽ khó đưa ra được giải quyết tốt mà chỉ chờ người tới thu dọn hậu quả cho mình. Điểm này đối với bản mệnh hoàn toàn không có lợi, bởi khi quý nhân vận không vượng nữa, một mình chống đỡ rất khó khăn. Sự nghiệp cùng tài lộc khởi sắc rõ ràng, dù bạn chẳng bỏ mấy công sức. Tuổi Tân Dậu có thể yên tâm về các khoản lương thưởng và nhiều cơ hội cạnh tranh để tiến lên, đảm nhiệm vị trí tốt hơn. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần cuối tháng, người tuổi Tân Dậu có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Công việc có khá nhiều bước tiến mới, nhưng e rằng bản mệnh sẽ vì công việc mà phải đi lại nhiều, khá vất vả. Cần chú ý chăm sóc sức khỏe để đảm bảo được công việc và cuộc sống. Tài lộc trong tuần không ít, nhưng thường phải chờ tới cuối tuần thì mới thực sự vượng sắc. Con giáp này nên nhớ kỹ điều này để không bỏ lỡ thời cơ. Thiên tài cho thấy, những ai thực sự chăm chỉ và nhạy bén với thời cuộc sẽ không cần phải lo toan về tài chính. Có thể ai đó khi nhìn thấy bạn có tiền, có lợi thế thì họ cho rằng bạn gặp may mắn. Thực ra họ đã không biết rằng bạn đã cố gắng, nỗ lực tới nhường nào. Đừng nghe lời bán ra tán vào mà nản chí, hãy vững tin bước tiếp con đường mình đã chọn. Cẩm nang vượng vận trong tháng 8 âm lịch tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Khẩu quyết: quan hệ xã giao thuận lợi, công việc không tiến hành như dự kiến. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn là số 15, số 38, số 85 và số 92. Trong tháng 8 âm lịch, để việc làm ăn kinh doanh thêm phần thuận lợi, tuổi Tân Dậu nên kết hợp với tuổi nào? Người tuổi Tân Dậu và người tuổi Thìn. Dậu và Thìn dường như có những tính cách đối lập nhau, nhưng thực tế hai tuổi này hỗ trợ đắc lực và bổ sung cho nhau. Tuổi Thìn mạnh mẽ, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, hơn bất kỳ con giáp nào, tuổi Tân Dậu rất hiểu cả những điểm mạnh và điểm yếu của tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng. Tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan tới vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức, nhưng tuổi Rồng vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo. Điều này tuổi Tân Dậu hoàn toàn hài lòng. Người tuổi Tân Dậu và người tuổi Tý, nếu là đối tác kinh doanh, chuột và gà sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ chuột, rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì gà rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà chuột tỏ ra không biết điều. Chuột hiểu được vai trò quan trọng của gà trong các mối quan hệ làm ăn. Tóm lại, ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, gà cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ tinh thần lạc quan, sự nhanh trí của chuột. Vì đôi khi, tuổi Tân Dậu hơi bi quan một chút. Chỉ cần tuổi Tý coi tuổi Tân Dậu là mối quan hệ thân thiết, tuổi Tý sẽ sẵn lòng tìm cách để tuổi Tân Dậu hài lòng và bảo vệ tuổi Tân Dậu tới cùng. Người tuổi Tân Dậu và người tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Dậu và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau, để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Dậu và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính. Khi là đối tác kinh doanh, Dậu và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba. Bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Dậu, vì Dậu không có khả năng làm được. Dậu sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Dậu và Hợi sẽ tạo thành mối quan hệ khá hài hòa. Tuổi Hợi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu quý. Điều này rất cần cho Dậu, bởi tuổi Tân Dậu vốn cần sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân khi gặp rắc rối để giữ được cân bằng cho cuộc sống. Bởi vậy, hai con giáp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhau và tạo thành một cặp bài trùng ăn ý. Nếu là đối tác làm ăn, Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và Dậu sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho Hợi. Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của Dậu và hai con giáp này
cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Thưa quý vị, thế gian ngày nay vạn vật biến đổi, đôi khi làm chúng ta bị lạc lối. Đôi lúc chúng ta cho rằng có những điều trong cuộc sống đã an bài, ta không cần cố gắng mà tự nhiên sẽ có. Nhiều người có lối suy nghĩ rất kỳ lạ, muốn được gì đó thì chỉ đi chùa để cầu khấn, chứ không thực sự bắt tay hành động. Ví dụ cụ thể nhất là việc một người muốn giàu có mà không chịu tạo nhân thiện, phước đức. Ngày ngày đem tiền đi cúng bái thần Phật ở khắp nơi, nhưng không muốn tạo nhân là một việc làm vô lý và mê tín. Gieo gió gặp bão, vì thế người học Phật thấy rõ nhân quả, nên luôn sợ hãi với nhân quả báo ứng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời con người, nên quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi. Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức của mỗi người. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho 30 tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.